Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh gửi lời chào toàn thể anh em. Hôm nay như các bác đã thấy đây, xào các cu, xào treo chim, xào rút nhá, xào rút inox. Như clip trước tôi đã giới thiệu, đây là cái xào inox dạng rút nhưng mà là cái mẫu mới, phiên bản mới. Với cái mẫu là độ dày là 1mm2, rất là chắc chắn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác là cải tiến cái xào này thành một cái xào đánh sẻ nhá, xào đánh chim sẻ. Và cũng là giới thiệu với các bác một cái xào đánh chim sẻ mẫu mới, không giống với mẫu trước. Mẫu trước thì cũng là dùng cái chữ Y xoáy vào và cắm hai que keo đơn để bẫy nhá. Hôm nay shop sẽ giới thiệu với các bác một cái mẫu xào bẫy chim sẻ mới. Đây. Thì cái này ấy, là các bác dùng, nên dùng, nghĩa là tôi nói là nên dùng, nghĩa là các bác nên dùng cái xào 5m thì nó phù hợp nhất. Bởi vì đánh chim sẻ nhiều khi là không cần cao quá, nhưng mà 5m ấy, thì các bác cũng sẽ dùng khoảng 4m thôi. Có nghĩa là cái khúc trên cùng này, quan trọng nhất khúc trên cùng này các bác sẽ không dùng, bác để nguyên lại như này, bác để nguyên khúc trên cùng, đấy. Để nguyên khúc trên cùng nhá. Các bác rút từ khúc dưới trở lên. Thì lúc trước ấy, cái xào mẫu sẻ bên trước này là các bác có cái chữ Y, không có con ốc. Các bác xoáy vào đây nhá, xoáy vào đây. Thì khi xoáy vào đây ấy, thì nhiều các bác dùng thực tế lâu ngày ấy, là cái mối liên kết này nó yếu, nó lúc lắc, và theo thời gian thì cái gen này nó sẽ bị hỏng, nó bị trần gen. Thì shop đã cải tiến ra cái mẫu mới để cho các bác đánh chim sẻ nó được chắc chắn hơn, nó được bền hơn. Thì các bác sẽ làm thêm một cái này nhá, làm thêm một cái này, cái này gọi là cái củ trên đi. Đây, quay gần cho các bác xem. Đó. Đấy. Làm thêm cái này nhé, cái này ấy là bằng ống phi 22, ống phi 22 này. Có cái tai này là tai bằng sắt 8 để cho các bác móc vào cổ điện. Cái ống phía trước này là ống phi 16 nhé, phi 16. Hàn ốc vào đây, hàn tai bắt ốc vào đây để hãm nhé, để hãm. Cái thanh na này, này. Thanh na, thanh đập là bẹt này, này. Thì khi các bác treo lên tường là cái này sẽ ốp treo vào cột điện hoặc là treo vào đâu ấy, cái này nó sẽ dựa vào thân của cột điện, dựa vào mặt của điện để nó giúp cho cái xào chúng ta nó không bị rung lắc, chống rung rung lắc nhé. Bây giờ cái thanh na này để muốn dùng, để dùng được xào này thì các bác sẽ cắm nó vào đầu này, cắm thẳng vào cái đầu xào rút này nhé. Đấy. Thì cái này các bác xem nó có mắc vào vía không, thì thông nó đi, nó không mắc vào vía, nó xuyên lên được lên đến trên này, lên đến gần trên đỉnh luôn các bác nhá. Đấy, lên đến gần trên đỉnh luôn. Thì các bác sẽ hãm công hai con này lại, hai con này công lại để cho nó chặt lại nhá. Các bác công thật chặt lại. Đấy. Thì các bác sẽ được cái củ như này. Và bây giờ nhá, để lắp xào với keo, để xào quân keo. Thì các bác thấy đây này, cái ống này là ống phi 16 này. Các bác cắm cái xào keo của mình vào. Nhá, xào keo của mình vào. Rồi, xong các bác phải hãm lại. Khóa ống này lại. Ống hãm này lại. Rồi, sẽ vững nhá. Thế đây, là đã được một cái xào đánh sẻ hoàn thiện. Nhá, xào đánh sẻ hoàn thiện. Các bác móc lên trên cột điện, cái này nó dựa vào cột điện để cho nó chống lắc nhé. Thế còn đối với cái này ấy, phiên bản này ấy, là cái xào cuốn keo ấy, là xào cuốn keo gọi là một que nhưng mà nó là hai thanh nhé, hai thanh trên dưới để nó chống rớt chim nhé. Các bác lưu ý là cái khoảng cách thanh này, này các bác nên làm rộng một chút, làm rộng như này này. Đấy, thanh với thanh cách nhau khoảng 9 đến 10 phân thì để con chim nó mẫu vào xào trên và thanh trên nó bị ngã, nó sẽ cọp xuống thanh dưới và nó sẽ vỗ cánh vào nhé, vỗ cánh vào cái thanh dưới này, này thì là nó khóa chắc mà nó tránh được cái tình trạng là ập ngực vào thì nó giúp mất nhiều lông tơ vào thì nó không được tốt lắm, nó hỏng keo của mình. Thế còn rơi như này ấy, nó đập cánh vào nó khóa cánh ấy là nó chắc hơn và nó ít bị dính lông tơ vào keo hơn nhé. Đây. Thế bây giờ đánh sẻ thì các bác có thể là dùng hai xào hoặc là một xào tùy, hai que một que này tùy, nhưng mà đơn giản các bác đánh vân ngạ thì các bác dùng một que này thôi. Hai cuốn keo que trên que dưới, chiều dài này là 1m2, chim mà đậu kín được cái xào này là cũng mấy chục con rồi nhé.
đấy, mấy chục con rồi mà nó nhẹ nhàng đơn giản. Còn các bác nào mà muốn đánh cái loại V kép hai xào thì cũng sẽ có cho các bác luôn nhé. Đây là cái xào một que, một xào thanh trên thanh dưới chống rất chi đấy nha các bác nhé. Các bác không dùng nữa, các bác tháo ra rất đơn giản đấy, tháo ra cái nắp vào thì cắm vào đây là xong. Đây là được một cái xào bẫy xẻ theo kiểu mới nhé. Kiểu này thì nó chắc chắn hơn và nó gọn gàng hơn. Đây. Xong các bác lấy ốc ra, các bác lấy củ ra, các bác lấy củ ra. Ừ. Thì cái xào này không, bác lại xoáy móc hoặc là xoáy câu niêm vào dùng trong những cái mục đích khác nhé, dùng những mục đích khác. Thế còn các bác nào mà muốn V kép thì các bác làm cái này, V kép là các bác làm hai bên hai cái ống này nhé, làm V kép đây. Tôi sẽ đấu thử cái này và cho các bác xem. Đây. Các bác nối ốc ra, nối ốc vào trong phim trên. Khi mình chỉnh như cái này này, các bác thông hết cái ma vi ở trong đi, cho nó hết ma vi đi nhé, thì các bác sẽ xiên lên được nhé. Nó mắc ma vi quá. Đó, rồi. Sau đó các bác lấy ốc, các bác khóa lại. Các bác khóa lại nhé. Đây là tôi nắp mô hình thôi, thì tôi sẽ không siết chặt. Còn các bác đi đánh thực tế thì các bác phải siết khá chặt tay vào nhé. Hắn chặt tay vào nó mới đảm bảo. Đây. Thì mỗi cái phần ở dưới này các bác khóa lại, những cái xào rút của các bác khóa lại. Thì bây giờ sẽ được một cái củ xào như này. Thì cái này là các bác sẽ treo vào cột điện này, treo vào lỗ cột điện. Thì cái thanh na này sẽ dựa vào cái mặt của cột điện này, này để cho nó chắc, cho nó chống cái xào của mình rung. Bây giờ mình sẽ đưa cái xào keo lên. Hai bên có hai ống này, mình đã cắm được hai xào. Hai xào nhé. Xào này là xào trên dưới nhé các bác nhé, không phải xào đơn. Đây nó gọi là xào kép đi. Cái này thì nó gọi là một xào này. Một xào nhưng mà nó gọi là dạng xào kép. Xào kép là thanh trên thanh dưới. Xào đơn là một thanh thôi. Đây, các bác đưa tiếp một que xào nữa đây. Đây. Đây các bác nào muốn đánh xào kép thì các bác dùng hai que. Nó rất là đơn giản thôi. Cái này thì các bác có thể ra ngoài tiệm cơ khí nhờ tiệm họ là chế cho họ hàng nó được nhé. Cái mẫu này sẽ tạo thành mẫu xào với sẻ gọi là xào V kép. Xào V kép đối với cái mẫu xào này thì cái tính cơ động của nó rất là cao nha các bác nhé. Tính cơ động của nó rất là cao. Đó. Nó cao ở chỗ là các bác có thể cho rộng ra, cho cái khoảng cách để V rộng ra này, hoặc là khi các bác di chuyển lên thì các bác khép lại gần, khép lại gần như này thì nó gọn gàng hơn, nó dễ cho các bác di chuyển hơn. Yeah. Khi các bác đánh thì các bác lấy chỉ được lấy nó vào chỗ này, lấy nó về ra và kéo ra. Đấy, các bác có thể cho nó gần hoặc xa như này luôn. Thì ví dụ như cái loa treo ở đây, khi nó bay về hướng bên này thì nó xác định cái que là que keo. Thì que này nhiều khi chỉ là cái dạng dây điện thôi, nó mẫu tự nhiên vào đây luôn thì nó sẽ mẫu luôn. Đấy, các bác hãy xoay hướng nào thì xoay nhá, xoay theo tùy hướng, nhả ốc ra là xoay. Đấy, gần hay xa là tùy các bác. Đấy. Đấy, nó rất là đơn giản này thôi. Đây nha, cái này mà các bác nào mà phần trên này các bác làm lấy được thì các bác không cần phải mua, nhờ cơ khí làm giúp cho các bác. Thế còn phần mua là các bác mua cái xào rút 5 mét ở phía dưới loại dày. Thế đây, đấy là giới thiệu với các bác cái mẫu xào bẫy xẻ kiểu mới như vậy nhá. Các bác không dùng nữa, tháo ra thì cũng rất là dễ, rất đơn giản thôi. Lấy vào đốc thôi là tháo được nhé. Lấy vào đốc là tháo được. Thế là đối với cái xào hai thanh như này, gọi là xào xào kép này, hai thanh như này, thì các bác có nắp một thanh, các bác vẫn đánh bình thường thôi. Đấy, các bác không chơi hai thanh, các bác chơi một thanh thôi, không ảnh hưởng gì cả nhé. Còn có hai chỗ thì các bác đánh được hai, cắm được hai thanh. Đó, hai thanh. Cái thanh này là thanh kép, thanh trên dưới. Đấy. Rồi các bác lại lấy ốc ra và lấy cái củ ra, rất là dễ thôi. Đấy. Thì đây này các bác nhìn kỹ này, cái này các bác sẽ tự làm được hoặc là nhờ thợ cơ khí họ làm cho.
cái ống này này, nó có sai này. Ống này này là ống 22 này, còn hai bóng hai bên kẹp là ống 16, khoan nỗ, hàn ốc vào, hàn ốc có vít công này. Ở phía đằng sau này thì là thanh nập là thanh na đây, để chống cho nó khỏi rung, và thanh sắt 6 này để cắm vào lỗ của cột điện nhé. Đấy, rất là dễ thôi. Còn đây, xào keo đây, xào keo kép đây các bác, hai thanh, thanh trên thanh dưới, các bác nên là khoảng cách rộng này, rộng 9 đến 10 phân mà. Đấy, thì để con chim nó rơi xuống đây nó bị khóa cánh. Khi các bác nào mà làm xít quá, nó khóa ngực vào là nó rất rất nhiều nông tơ nhé, nó nhanh hỏng keo, nhanh thối keo. Đấy, đây là giới thiệu với các bác là mẫu xào đánh thẻ kiểu mới như vậy nhé. Rồi, mình sẽ dùng cái xào 5 mét rút như này là vừa tầm. Và các bác nào muốn dài hơn thì các bác dùng cái xào 6 mét nhé, dùng 6 mét. Nhưng các bác lưu ý là xào nào thì cũng vậy, cái khúc trên cùng này, các bác này, 5 mét ấy, hay 6 mét ấy, thì cái khúc trên cùng này ấy, thì mình cũng không nên dùng. Tại vì dùng cái khúc trên này là cái búp trên cùng nó rất là yếu, nó không được chắc chắn đâu. Và nhiều khi là mình không cần dùng cái mức độ cao như vậy nhé. Mình sẽ giữ lại cái búp trên cùng này, mình chỉ dùng cái khúc dưới thôi. Kể cả cây 5 mét hay cây 6 mét là tùy các bác lựa chọn nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác có nhu cầu thì xem mua hàng ấy, thì xem kỹ video là kết cấu như thế nào, có những cái gì. Và các bác alo trực tiếp đến cho shop theo mấy số điện thoại, theo các đầu số này nhé. Ở Viettel này, Mobivina, shop đến từ Tân Yên, Bắc Giang, phục vụ anh em toàn quốc nhé, ship hàng seller toàn quốc, nhận hàng, xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền. Rồi, xin chào anh em.